Cụ thể, giá từng bộ sách giáo khoa lớp 1 mới nói trên như sau. Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 10 cuốn, giá 179.000 đồng. Bộ Chân trời sáng tạo gồm 9 cuốn, giá 186.000 đồng. Bộ Cùng học để phát triển năng lực gồm 10 cuốn, giá 194.000 đồng. Bộ Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục gồm 9 cuốn, giá 189.000 đồng. So với sách giáo khoa cũ, bộ sách giáo khoa lớp 1 mới được thực hiện in ấn công phu với khổ sách lớn hơn. Chất lượng giấy và yêu cầu kỹ thuật in được nâng lên nhằm đảm bảo chất lượng hình ảnh và bảo vệ thị lực cho học sinh. Cái giá sách giáo khoa mới lớp 1 hiện nay nó có tăng cao so với sách giáo khoa hiện hành bởi vì nó có những cái điều khác biệt. Khác biệt thứ nhất là cái nguồn vốn đầu tư làm sách giáo khoa. Cái nguồn vốn hiện nay là đầu tư vào sách giáo khoa mới là do nhà xuất bản Việt Nam tự đầu tư thu xếp và vốn vay của ngân hàng. Cái điều khác biệt thứ hai là cái chế độ nhuận bút nó cũng có cái điểm khác biệt. Hiện nay, sách giáo khoa mới bản điện tử đã được nhà xuất bản đưa lên website để phụ huynh và học sinh có thể tìm hiểu trước. Ngoài ra, để hỗ trợ cho mọi học sinh đều có đủ sách giáo khoa đến trường, thời gian tới, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức phát động các phong trào quyên góp sách giáo khoa, khuyến khích học sinh giữ gìn, bảo quản và sử dụng lại sách giáo khoa.